Xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Đồ Uống Đồ Mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng đây là chiếc kệ TV cồn nho chất liệu là gỗ gó đỏ của Nam Phi. Chúng em vừa mới sơn BU hoàn thiện xong và em sẽ quay lại vài phút video cho quý khách hàng xem cũng như là tham khảo thêm về mẫu kệ cồn nho này. Đó, kệ này có kích thước là dài 2m4, cao là 81 phân và sâu là 45 phân. Hàng là hàng chúng em đang bán với giá là 8,5 triệu. Và hàng rất là đẹp. Và sơn si. Hàng của chúng em là hàng chọn gỗ nha, không có rác, một đẹp mắt. Đây, đây. Hàng rất chi là đẹp và giá rất chi là mềm. Đây, hàng của chúng em là hàng đục tay. Đây, hàng này là hàng phổ thông nha, phổ thông và chọn gỗ. Màu cồn nho, hàng được từ quý Tùng Quốc Trung Anh. Đây, và ngăn kéo có khóa đầy đủ. Đây, và hai phía hai bên sẽ có hai chiếc ngăn kéo. Đây, rất chi là tiện. Đây, đây là phía hậu. Xin nhắc lại là chiếc kệ này chúng em đang bán là 8,5 triệu. Nhưng mà quý khách hàng muốn đặt hàng hay quan tâm sản phẩm này, liên hệ ngay với em Mạnh theo số điện thoại 0944222266 hoặc là 0386666779. Và là quý khách hàng có thể đến tận cơ sở của chúng em ở ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội để xem hàng trực tiếp nhé. Là quý khách hàng muốn xem các sản phẩm khác như dầu tổ kệ TV kia của họ, quý khách hàng lên website là logodomanh.com để xem thêm mẫu mã cũng như là chúng em công khai và giá trực tiếp nhé. Và vào video của chúng em xin quay đến đây thôi và xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người vào video lần sau.